Mì ăn liền, một món ăn quen thuộc trong cuộc sống của chúng ta, càng thêm tiện lợi khi được phục vụ kèm ly giấy. Vậy ai là người đã phát minh ra những ly mì này? Đó chính là doanh nhân Momofuku Ando. Ông đã dồn hết tâm huyết để nghiên cứu kỹ càng từ phương pháp cho mì vào ly sao cho mì không bị gãy, cách chiên mì cho tới những thức ăn kèm, nắp ly. Ngày 18 tháng 9 năm 1971, ly mì hoàn chỉnh đầu tiên ra đời. Và ở hiện tại, trong bảo tàng mì ly tại Nhật Bản, du khách cũng có thể trải nghiệm tự sáng tạo và chế biến ly mì của riêng mình. Giờ thì mô hình này cũng đã có mặt tại Việt Nam lần đầu tiên tại thành phố Hải Phòng. Vâng, thưa quý vị và các bạn, bây giờ thì chúng ta không cần phải đi sang tận đất nước Nhật Bản xa xôi mà chúng ta cũng có thể tự trải nghiệm được ly mì của chính bản thân mình ngay tại Việt Nam. Và hôm nay, tôi, Lan Ngọc và người bạn đồng hành Diona Seki đang có mặt tại nhà hàng buffet mì ly đầu tiên của Việt Nam. Xin chào mọi người, mình rất vui tham gia được chương trình ngày hôm nay. Diona này, mô hình buffet mì ly thì đã không còn quá xa lạ gì đối với người Nhật Bản rồi. Và đây là lần đầu tiên tôi đến đây, tôi rất là háo hức khi được trải nghiệm ngày hôm nay. Tại Nhật Bản mình cũng đã đi bảo tàng mì rồi, nhưng đây cũng là lần đầu tiên mình đến đây. Không biết là có giống cảm giác như Nhật Bản không? Đi thôi, chúng ta hãy cùng vào thử trải nghiệm nhé. Diona này, bước đầu tiên thì chúng ta sẽ phải chọn mì hoặc là phở. Tôi thì rất là thích ăn mì, còn Diona thì sao? Thế thì mình phải chọn phở. Đây. Đây là cốc mì. Còn phở của Diona đây. Đây là một ly mì và ly phở chưa có gì hết. Nên là chúng ta sẽ bây giờ chọn topping nhé. Ở đây thì có rất là nhiều những loại topping để cho mình lựa chọn. Và mình chỉ có thể chọn 4 loại topping thôi. Như tôi đang thấy thì ở đây có cá chả cá Nhật. Là điển hình của một loại topping trong mì của bên Nhật đúng không? Đúng rồi. Vậy thì tôi sẽ chọn chả cá Nhật này, tôm con này, tôm viên và ngô. Diona thì sao? Mình cũng sẽ chọn chả cá Nhật. Thực ra là đây là phở, nhưng mà mình sẽ cho vào chả cá để cho nó hương vị Nhật Bản. Và tôm con, và bí đỏ, và đậu bắp. Nhà hàng buffet mì ly đầu tiên ở Việt Nam phục vụ tất cả 12 loại nguyên liệu. Đây đều là thực phẩm sấy khô từ những nguyên liệu tươi, có những loại được nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản. Khác với những ly mì chế biến sẵn, tại đây chúng ta có thể chọn topping khác nhau tùy theo sở thích. Mức giá cho một ly mì như vậy là 10.000 đồng. Mặc dù chỉ được chọn 4 loại topping nhưng sẽ không giới hạn khối lượng cho vào ly mì. Vì thế nên các bạn đừng ngại ngần nhờ sự trợ giúp của nhân viên nhà hàng nhé. Rất là nhiều nguyên liệu ở đây rồi. Nhiều nhất. Nhưng mà mình còn chưa lấy súp. Đi lấy súp thôi. Bây giờ thì chúng ta sang chọn súp thôi. Ở đây nhá, thì có rất là nhiều các loại vị súp khác nhau. Thế không? Thích súp gì đấy? Mình thì thích vị chua chua, cay cay. Nên là mình sẽ chọn vị tôm chua cay. Còn Diona thì sao? Hình như là súp phở thì có hai loại. Thế thì mình sẽ chọn vị gà. Ok, nghe có vẻ cũng khá ngon đấy. Với những gói gia vị và súp, công đoạn sản xuất cũng đòi hỏi rất nhiều sự tinh tế, tỉ mỉ và kỹ lưỡng. Người công nhân làm ra gói gia vị, ngoài tinh thần trách nhiệm, còn phải đảm bảo sản phẩm được làm bằng tất cả tình yêu, đam mê của mình để hương vị đạt đến độ thơm ngon nhất. Bây giờ thì chúng ta đã có topping rồi, đã cho súp vào đây rồi. Việc cần làm tiếp theo là chúng ta hãy trang trí ly mì này. Thế thì bây giờ chúng ta trang trí thôi. Hàng chục miếng sticker đáng yêu cùng bút dạ nhiều màu đã được chuẩn bị sẵn. Với những dụng cụ này, chúng ta có thể thoải mái trang trí cho ly mì bằng sự sáng tạo của bản thân. Đây cũng chính là trải nghiệm thu hút nhất đối với các thực khách, đặc biệt là các em nhỏ yêu thích vẽ tranh. Mình đây. Hoành nào. Mình vẽ cái này là với ý nghĩa là ta đang đón chương một năm mới. Thế nên mình mới vẽ hoa anh đào đây. Của Diona là có ý nghĩa như thế nào? Thì lý do mà mình biết cái này là mình biết cả lá cờ Nhật Bản và lá cờ Việt Nam.
để thay nước nó sẽ không thể nó tốt không mãi mãi. Mình vẽ hơi xấu một tí. Đây là hoa anh đào, đây là quốc hoa của Nhật, đây là hoa sen quốc của Việt Nam. Thực sự là một ly mì rất là có ý nghĩa đấy. Còn một lá nữa. Các bạn ơi, chúng mình đã trang trí xong ly mì của chúng mình rồi này. Diona ơi, bây giờ chúng ta đang đến bước cuối cùng của hành trình trải nghiệm ly mì của bản thân chúng ta rồi. Và bây giờ bước cuối cùng là đổ nước sôi vào và thưởng thức ly mì này thôi. Wow. Thơm quá. Wow, chúng mình đã ăn hết rồi này. Ngày hôm nay thì mình và Diona rất là vui bởi vì chúng mình đã có thể tự trải nghiệm được một ly mì của riêng bản thân chúng mình. Và Diona cảm thấy như thế nào? Thực ra thì cái này ở bên Nhật cũng có rồi, nhưng mà Việt Nam hình như là lần đầu tiên có cái này, cho nên là mình cảm thấy rất là hay và thú vị. Hiện nay, mô hình buffet mì ly vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm. Mô hình đã thu hút không chỉ các bạn thanh thiếu niên mà còn có cả các gia đình trẻ. Sau giai đoạn thử nghiệm, mô hình sẽ được nâng cấp với nhiều loại nguyên liệu mới nhằm đem đến những trải nghiệm phong phú nhất cho thực khách.